bữa nay hai vợ chồng mình thích ăn mấy cái món này nè, để làm ăn ăn hai vợ chồng mình thích ăn pizza. Pizza mình mua sẵn cái đế nè, với cơm cuộn. Trước tiên mình cho một lớp cà chua. Bữa nay cũng hên, có mấy cái món này ở sẵn nhà nè, mình làm mình không có đi chợ. Hôm trời mưa mình làm cái này là món pizza xúc xích. Rồi mình cho cái thức chuông chuông để xung quanh cho nó đẹp, chứ nó tắn cái phô mai rồi nó khỏi, phô mai mình nướng cái nó chảy ra đó. Rồi mình thêm một miếng. Cái này là tận dụng ở nhà có gì mình làm đó nha các bạn. Để một miếng cái này thịt xông khói đó. Rồi để thêm một lớp phô mai nữa. Rồi mình để vô cái nồi chiên không dầu mình nướng nha. Bánh chín rồi đó. Mời các bạn ăn pizza với lại cơm cuộn tráng miệng thì có cam. Xin mời. Xin mời. Bữa nay trời mưa quá mình không có đi chợ nha. Ở đây cơm cuộn thì mình ăn đi. Ăn pizza trước đi hả? Pizza trước. Để cho nó nóng nè. Nãy để phô mai nhiều lắm mà sao nó không có kéo sợi ha. Ăn nhiều nè, ăn cái kéo sợi đó, sợi đó. Cái ăn cái nãy nãy mình lấy mình cắt cái ăn chia không không chi bỏ ngon quá. Cái đế đế này mua sẵn nè các bạn. Đây xin mời các bạn, cái này là phần của mình, nó có chi bột nữa, ngon quá. Cái đế nó giòn luôn. Mình để cái đế vô mình chiên lần thứ nhất, ở tầng thứ hai mình mới để gia vị vô. Nó giòn luôn. Ừ. Giòn rạo rạo. Mặt đế,
trên mặt dưới của giàn hả? Ngon. Vậy mà vừa ăn luôn ha. Bữa nay hai vợ chồng làm biến lau ở trong tủ ra, có một cái trái ớt chuông xúc xích bữa thằng cháu về làm tu chi cho nó ăn đó. Như tương tà thì có sẵn, phô mai cũng có luôn, để đi ra thì cũng mua sẵn. Cơm cuộn thì mấy cái lá này còn nè, bữa hổm cũng làm cho thằng cháu ra. Học gà có, mình chiên lên, cà rốt có luôn, rất là tiện lợi, bữa nay không có đi chợ mua gì hết, sẵn hết cho em luôn. Đó, chỗ sợi nè. Vậy mới ngon. Quá ngon, quá ngon. Bây giờ xúc xích với thịt ba chỉ. Thịt xong khói á. Mình cắt mình để vô. Thái nhất là cái đế dưới nè. Nó giòn giòn. Nó giòn rụm. Không biết sao mà hai chồng mình lại thích mấy cái món này. Cả nhà luôn á. Cái thằng con lớn đó, lâu lắm rồi, hỏi còn đi học không nha. Nó đi mẹ biết không, làm cung cuộn là phải mua gạo Hàn Quốc đàng hoàng, rồi giấm cũng Hàn Quốc, nó cái đồ nó tự nó làm ăn. Hai thằng con mình cũng ưa bày vẽ ăn. Ngon quá. Trong tương trà nó có cái lộ mặn sẵn. Bởi vì mình vừa dặn hết trơn. Thêm một tí thêm cái chì bột nữa. Ngon quá. Tiếp rồi còn bớt là. Rồi giờ ăn cơm cuộn. Cơm cuộn. Tôi hỏi mình cháu đi về làm cái cuộn bằng xà ná thì là cuộn nhất nữa. Mời các bạn nha. Công nhận cái pizza này nóng hổi vừa thổi dạng là giòn mà nó thơm. Ngon lắm. Gạo thì dẻo. Gạo này anh biết làm sao dẻo. Anh để nếp vô nữa. Hàng chi. Tự nhiên tao thấy ngon á hả? Quá ngon quá. Không có mua gạo Hàn Quốc mà mua mấy gạo. Cũng hay. Hai phần nếp, một phần gạo. Bởi nó dẻo, nó dẻo ngon. Thấy không? Công nhận không? Ngon thiệt. Rồi sao á? Em tính đi mua bơ. Cũng làm cái cuộn này nè. Thì dán bơ lên. Thôi làm biến. Rồi xin mời các bạn ăn trắng miệng cam với mình. Ngọt không? Hên xui. Hên xui. Hồi nãy hôm qua ăn thì ngọt. Nó chắc xui quá. Nhưng bữa nay cái màu vàng thì chắc ngọt. Ngọt chua chua ngon thiệt. Ngọt chua chua nó mới ngon. Trái này là cái táo gì? Táo bự. Táo gì luôn, khổng lồ luôn. Táo khổng lồ. Đâu lấy cái dao, tách nó ra coi. Trời ơi. Đúng không? Ông thầy ra lệnh. Không có giòn à. Sáng mình thấy mua đại, cái mình cũng biết táo gì. Táo gì luôn. Mình thử ra. Mà mua không hỏi cái chủ. Ủa, táo cũng một họ. Cũng bự bự, anh tưởng cái táo giống như cái bơm đó mà không phải. Đây này các bạn.
Ngon lắm. Chút chua. Hộp nó chút chứa mình ngon lắm. Tưởng loại táo là bơm đó. Không phải. Trời đang mưa nữa. Thấy nước món này nóng nóng là giòn. Nóng nóng là giòn giòn. Ừ. Phải nướng hai lần. Cái đế trước cho nó chín bề trên. Như cái đế nó mỏng. Vàng một bề. Cái đế nó mỏng rồi mà ngon giòn. Rồi buổi ăn của mình xong rồi các bạn ơi. Xin chào tạm biệt các bạn và rất cảm ơn các bạn đã ghé thăm và ủng hộ cho kênh của cô Mai Vlog nha. Xin chào tạm biệt. Chúc các bạn mình lúc nào cũng thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào.